Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Kính mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 11 do ông Trần Quang Duyệt phụ trách với chủ đề Một đời mũ xanh, nói về một sĩ quan chỉ quân lục chiến với 21 năm trong binh chủng mà ám số chuyên nghiệp là bóp cò. Tất cả các cấp bậc của ông đều được đặt cách tại mặt trận. Bốn lần bị thương nặng, huy chương cao nhất là đệ tam đẳng bảo quốc huân chương. Vị sĩ quan đó là Đại tá Ngô Văn Định, tức Đại bàng Đồ Sơn của binh chủng Cập Biển. Tôi là Trần Quốc Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 11 của chúng tôi. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phần thời sự với tiết mục thứ nhất, kết quả cuộc bầu cử khi chương trình này được trình chiếu thì chúng ta đã kết quả cuộc bầu cử midterm của Mỹ, một cuộc bầu cử mà không những chỉ có nước Mỹ mà cả thế giới đều hướng về Hoa Kỳ để mong từ kết quả này họ sẽ tìm ra một khuynh hướng đi chính cho quốc gia của mình cho phù hợp với tình hình của thế giới. Ban biên tập Người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa chúng tôi đã kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Việt đi thực thi sức mạnh của mình qua lá phiếu, điều mà người dân Việt ở trong nước không có. Đặc biệt là tại các swing state những đáp phiếu của chúng ta đã có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tiết mục thứ nhì, ân Nhân dịp lễ tạ ơn cho phép ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được chiên đến gia đình truyền hình SBTNDC VATV, Đài Phát Thanh Việt Washington DC Radio và tất cả quý chế đại bản, quý chiến hữu, quý niên trưởng đã đóng góp những ý kiến để chúng tôi hoàn thành trách nhiệm của một người lính truyền tin trong công cuộc đấu tranh chống lại bọn tà quyền ba đình với ba mục tiêu chính sau đây. Thứ nhất, trợ giúp anh em thương binh. Thứ nhì, tiếp tay kêu gọi trùng thu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thứ ba, giúp các nhà đấu tranh trong nước. Trước khi mời quý vị theo dõi phần chủ đề của chúng tôi, xin được nhắc lại một kỷ niệm với đại bàng Đồ Sơn, tức đại tá Ngô Văn Định, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 468 thủy quân lục chiến như sau. Khoảng cuối tháng 3 năm 75, cánh B tiểu đoàn 16 thủy quân lục chiến của tôi đóng tại đèo Hải Vân. Không biết tin tức tình báo như ở đâu cho biết là địch sẽ mở cuộc tấn công đèo Hải Vân đích thân đồ sơn lái xe lên chỗ tôi đóng quân và ông cùng tôi đi kiểm soát toàn bộ tuyến phòng thủ một việc làm mà hiếm xảy ra đối với cấp chỉ huy ở lữ đoàn và hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chủ đề một đời mũ xanh để giới thiệu đến quý vị đại tá ngô văn định tức đại bàng đồ sơn của binh chủng thủy quân lục chiến thưa quý chiến hữu đại tá thủy quân lục chiến ngô văn định với 21 năm liên tục phục vụ trong binh chủng từ thiếu úy đến đại tá từ chức vụ đại đội phó đến lữ đoàn trưởng với những nét đặc biệt là tất cả các cấp bậc của ông đều được vinh thang tại mặt trận bốn lần bị thương nặng nhận bảo quốc huân chương đại ngũ đảng với cấp bậc trung úy năm sáu ba dưới thời tổng thống ngô đình diệm đệ tứ đảng bảo quốc huân chương ở cấp bậc đại úy và đệ tam đảng bảo quốc quân chương sau trận trái chiếm của thành quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai với một người như vậy chắc chắn là không thể nói hết trong một chương trình tuy vậy chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những dữ kiện mà chưa một lần được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đối với các tiết mục sau đây. Tiết mục thứ nhất, một đổi sáu ăn thua gì. Trong một chuyến đổ bộ xuống làng một làng tại Nách Lương năm 1970, vừa đặt chân lên bờ, tôi bắt gặp sáu chiếc đầu của người Việt bị bọn Khmer đỏ chặt để trên một cái nia. Tôi chết lặng người trong một giây lát. Tôi hiểu thế nào là hai chữ cáp ruồn mà người dân Việt tại Campuchia đã phải gánh chịu do bọn Khmer đỏ gây ra. Sau khi ra lệnh cho anh em binh sĩ thả 6 chiếc đầu xuống sông, sau đó tôi để lại một tiểu đội nằm tiền đồn. Khoảng nửa đêm nghe súng nổ, không có máy liên lạc, không hiểu chuyện gì xảy ra, chờ sáng. Tiểu đội trưởng báo cho tôi biết là một thanh niên người miên chèo thuyền, táp vào bờ, kêu đứng lại, anh ta không đứng, chạy vào hầm, kêu không ra, bắt buộc phải nổ súng. Sau khi giết được anh này, lôi ra chỗ sáng để khám xét, tôi báo lên tiểu đoàn, coi như mọi chuyện đã giải quyết xong vài ngày sau tôi được lệnh lên chiến đoàn để ký biên bản về tội bắn chết người và cố tình phi tang nhân chứng tôi đọc xong nhưng xin với chiến đoàn cho tôi về xem lại sẽ ký sau ngày hôm sau tôi cầm biên bản lên bộ chỉ huy chiến đoàn đúng lúc bàn giao thấy tôi đứng sơ dớ tại đó trung tá định chiến đoàn trưởng mới tới hỏi tôi có chuyện gì về giật trình trung tá tôi được lệnh lên ký biên bản để ra tòa án mặt trận tội vì vậy cộng trình sau khi nghe tôi trình bày ông nói nó giết mình 6 người, cậu giết có một mà ăn thua gì? Thôi, cầm biên bản này, xé đi. Vừa nói, ông vừa nhìn tên Trung Quý quân cảnh người miên với 6 chai Hennessy VSOP để trên bàn. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về bốn chữ Đại Bàng Đồ Sơn. Từ hành động này của ông đã làm cho tôi niềm tin vào 6 chữ Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm. Tiết mục thứ nhì một điều không ai nhắc tới. Sau hơn một tháng dưỡng quân tại hậu cứ, cuối cùng, cuối tháng 3, đại đội tôi được lệnh đóng quân tại căn cứ Phượng Hoàng để bảo vệ ba khẩu 105 của pháo binh của binh chủng. Khoảng 8 giờ sáng, Trung Ta Định đã có mặt tại chỗ. Ông ra lệnh cho đơn vị tôi giúp công binh thiết lập một bãi mì thật lớn về hướng Bắc và phía Tây của căn cứ. Ngày 19 tháng 4, quân Bắc Việt tràn ngập căn cứ với ba chiếc T-54 nằm bỏ xác tại bãi mì do Trung Ta Định thiết lập. Nếu và nếu không có bãi mì này thì căn cứ ái tử không biết sẽ ra sao. Cuộc chiến tại Quảng Trị sẽ tới một khúc quanh nào khi ba chiếc T-54 và một chiếc PT-76 cùng các đơn vị xâm lược của Bắc Việt tiến vào căn cứ Ái Tử. Và đại đội 2 của tôi cũng tạo được một chiến thắng, cũng nhờ vào bãi mìn do Trung tá Ngô Văn Định thiết lập. Tiết mục thứ ba câu chuyện ngày 28 tháng 5. Tôi nhớ như in, một buổi sáng ngày 28 tháng 5, đang đu đưa trên chiếc võng nhầm nhi ly cà phê. Người hiệu thiên viên đưa ống liên hợp và nói anh Tư, đại bàng Đồ Sơn muốn gặp anh Tư. Dạ, nghe đại bàng, tình hình sáng nay có gì không? Trình đại bàng vô sự, cậu đang làm gì đó trình đại bàng tôi đang ăn sáng sau nghe tiểu đoàn nói đại đội cậu đang đụng nặng đâu có đại bàng bây giờ cậu vận máy sang tần số của lữ đoàn nghe tôi nói chuyện với tiểu đoàn trưởng của cậu hương giang đồ sơn hương giang nghe lạng sơn muốn Dầu tiếng có mặt tại buổi lễ sáng nay tại huế để tổng thống gắn đệ ngũ đảng bảo quốc hân dương cho dầu tiếng đơn vị của dầu tiếng đang đang đụng trình đồ sơn để cho người khác thay thế đụng đâu mà đụng tôi vừa nói chuyện với dầu tiếng xong đưa người khác thay thế ông thiệu hỏi ú không trả lời được ông vì tất cả thì cậu đừng trách nếu ông không cho dầu tiếng ra tôi sẽ mang xe jeep có quân cảnh vào hộ tống để cho dầu tiếng ra gắn theo chỉ thị của lạng sơn gia dạ trình đồ sơn để con đưa dầu tiếng ra lại một lần nữa đại bàng đồ sơn cho tôi một cái vinh dự và tự hào vì chiến công của tôi đã không bị đơn vị trưởng đánh tháo để cho đàn em của ông ta ra gắn cướp đi công lao của tôi trong trận đánh phượng hoàng đầu tháng 4 năm 1975 buồn thay quân đội có những thành phần chỉ huy ma bùn như vậy tiết mục thứ tư tướng biên Hải tiên trảm hậu tấu vào đêm ngày 11 tháng 9 năm 1972 cố vấn lữ đoàn cho biết có một chiếc fighter lên vùng và mục tiêu đã hủy bỏ đang cần mục tiêu để đánh đại úy tấn vào trình ông đồ sơn ông cho mục tiêu là phía tây bắc của thành và không báo cho lạng sơn biết nhờ lỗ hỏng do trái bom gây ra sau này đã giúp cho tiểu đoàn 6 ít bị thiệt hại khi tiến chiếm lại cổ thành lại một chiến tích của đại bàng đồ sơn tiết mục thứ năm thượng kỳ ngày 16 tháng 9 sau khi định cư tại mỹ có dịp tiếp xúc với đồ sơn ông kể lại cho tôi nghe về kỷ niệm thượng kỳ việt nam tại cổ thành quảng trị trên vị trí thật cao bên cạnh dòng sông thật hãi cờ kéo lên không phất với bay mà như rú xuống ông nói phải chăng hồn thiêng sông núi lá cờ của quốc gia để tang cho hơn 3 ngàn chiến sĩ quảng biển đã hy sinh sau 51 ngày đêm quần thảo với quân xâm lược Bắc Việt. Tiết mục thứ 6, một đời mũ xanh khi nhận trách nhiệm với ông Võ Thành Nhân đảm nhiệm chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mỗi khi cần tìm hiểu về các trận đánh của binh chủng, tôi thường liên lạc với Đại bàng Đồ Sơn đều được ông hướng dẫn thật đầy đủ những chi tiết cần thiết cho chương trình. Ngoài ra, thay vì cần thời gian để an dưỡng tuổi già, ông vẫn miệt mài tìm kiếm những dữ kiện lịch sử của binh chủng bị thiếu sót trong cuộc chiến trước năm 1975. Trong một lần nói chuyện cách đây ít lâu, ông có nói với tôi, nói với hội thủ quốc lục chiến tại DC cố gắng tổ chức đại hội để ông có dịp ghé DC và thăm hỏi anh em. Tôi có hứa nhưng hội DC không làm và tôi vẫn nợ ông một lời xin lỗi. Một đời mũ xanh đại bàng Đồ Sơn đã đóng góp cho binh chủng nói riêng và cho quân đội nói chung tạo một hãnh diện cho quân lực Việt Nam đặc biệt khi lá cờ quốc gia Việt Nam được kéo lên tại cổ thành Đinh Công Tráng ngày 16 tháng 9 năm 1972. Thay mặt ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa xin kính chúc sức khỏe đến đại bàng Đồ Sơn, Đại tá Ngô Văn Định, một trong những đại bàng lừng danh của binh chủng. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới trân trọng. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc với ban biên tập SPTNDC xin email về washingtondc@sptn.tv kính chúc quý vị có một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.